Xin chào anh em, mình là hợp. Nay mình có về trên tay được một chiếc uh, Long jean và chiếc Long jean này thì nó có cái bộ hộp đời mới của Long jean trong năm nay. Thì uh, bây giờ thì Long jean đã không sử dụng cái hộp màu be vàng nữa mà Long jean sẽ sử dụng một cái hộp với hình vuông như này và nó sẽ có cái màu là màu navy các bạn nhé. Uh, cá nhân thì mình thấy là cái hộp này khá là đẹp và nhìn nó nam tính hơn cái hộp kia và uh, với cả việc nó sử dụng cái màu navy thì mình nghĩ là nó sẽ sạch hơn. đó mình sẽ cùng mở ra cho anh em xem. Longin thì là một trong những đơn vị mà sử dụng cái thông tin online bây giờ rất là nhiều, cho nên là các bạn có thể thấy là hộp thì đã được họ là tối giản lại. đó. hiện tại thì khi mở ra thì mình sẽ có một cái hộp giống như đợt trước này, thì Longin đã sử dụng mẫu này, chỉ có thay đổi hộp ngoài thôi và bây giờ là tất cả mọi thông tin thì các bạn có thể là quét qr code để các bạn lên lấy cái manual guide tức là hướng dẫn sử dụng đó thì bây giờ họ chỉ làm gọn gàng và đơn giản như vậy thôi các bạn nhé không phải là một cuốn sổ to đùng dày cộp như hồi trước rất là phí giấy và ảnh hưởng đến môi trường thì hiện tại thì Long Jin họ sử dụng cái hộp này cái mẫu hôm nay mình giới thiệu đến anh em đó là một mẫu thuộc dòng sản phẩm là Heritage Classic và nó sẽ có tên là Heritage Classic 1832 với cảm hứng lấy từ dòng Heritage năm 1832. Và chiếc này của mình thì sẽ có một chức năng cực kỳ đặc biệt mà các bạn chưa thấy ở trong cái tầm là hơn 30 triệu. Đó là chức năng là Annual Calendar. Đó và đây là một mẫu mà rất là hợp lý với cái tầm tiền như vậy. Chiếc này của mình là một chiếc New 100% các bạn nhé. Các bạn có thể thấy là từ tác này à giá là 2.300 đô này. Và ở đây thì chúng ta sẽ có những thông tin của chiếc đồng hồ này. Đây, các bạn có thể thấy là nó được làm từ thép không gì và chúng ta sẽ có đó là chống nước 30m, máy auto, kính sapphire trên dưới. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái mã của dòng sản phẩm này sử dụng cái caliber movement đó là máy L897. Đó. Mã đây là L48274922. Đó thì mình sẽ cùng trên tay trước này à, để mở cái này thì các bạn sẽ bỏ cái này ra các bạn nhé đó và mình sẽ tạm thời bỏ cái siêu này ra để sâu cho anh em hết được vẻ đẹp của chiếc đồng hồ đó mẫu này có giá 2.300 đô thì nếu mà tính ra là giá hãng nó tương đương khoảng hơn 50 triệu các bạn nhé đó còn trước uh, này thì bên mình bán với giá là 32 triệu 500 Mẫu này của chúng ta thì sẽ có cái size là 40mm Có độ dày là vào khoảng tầm 12mm Do nó có sử dụng chức năng là nhiều lịch là Eno Calendar Đây và mặt số thì rất đẹp Mặt số của chiếc này thì sẽ có màu be các bạn nhé Màu be kem rất là đẹp Kim và cọc thì đặc trưng của dòng Heritage à, Chiếc này thì sẽ có thông số là lắc to lắc Tức là càng đến càng này là mình đo được là 48mm các bạn nhé thì nó sẽ phù hợp với tay anh em khoảng tầm 16cm là chúng ta đeo là đẹp Vì chiếc này có càng khá là ngang và dài Đó Đấy, Các bạn có thể thấy là khi lên tay nó sẽ rất là tuyệt vời à, Một điểm đặc biệt trên chiếc này Đó là cái lịch Annual uh, Calendar Thì lịch Annual Calendar trên chiếc đồng hồ này được uh, Longines thể hiện ở góc 3 giờ Ở đây thì các bạn sẽ thấy là July mùng 7 Thì tức là nó sẽ có lịch tháng và lịch ngày Đó À về thiết kế tổng thể của mặt dial thì đây là một thiết kế chuẩn của dòng Dresswatch với 3 kim, 2 lịch và nó được thiết kế đẹp lấy cảm hứng từ những dòng cổ xưa. Như ở ngoài này các bạn thấy cái vòng minute track của nó không hiển thị bằng những cái vạch nữa mà nó sẽ có những cái chấm tròn. Và những chấm tròn này thì được longines làm rất là đẹp. À, nó hiển thị như kiểu chấm kim loại rất là đẹp. Logo longines ở góc 12 giờ, ở dưới này góc 6 giờ các bạn sẽ thấy dòng chữ là automatic annual calendar và góc 3 giờ như mình nói nó sẽ là hai cửa sổ lịch, cửa sổ lịch tháng và cửa sổ lịch ngày. Đó. Với những dòng annual calendar thì thường là họ sẽ không sử dụng cái lịch thứ vì lịch thứ là nó sẽ 7 ngày như một cho nên nó không quá là quan trọng với annual calendar. Kính là kính sapphire cong và các bạn sẽ thấy là viền ngoài này của kính thì sẽ được cắt kim cương tạo ra những cái góc bắt sáng rất là đẹp. Benzen phía trên này của mình là benzen trơn, đó và benzen trơn này thì cũng khá là dễ để dính vân tay và nó bắt sáng rất là tốt ở đằng sau thì khi các bạn lật ra thì chúng ta sẽ có bộ máy đó là L897.2 đây là bộ, một bộ máy gọi là ETA sản xuất exclusive cho Longin đó với cái thiết kế đặc trưng của dòng này à, các bạn có thể thấy ngay là cái củ văng đặc trưng của Longin đó với logo hình cánh chim đã được làm skeleton À, bộ máy này của chúng ta thì sẽ có 21 chân kính, có 25.200 tần số dao động và các bạn sẽ có là 64 đến 72 giờ tích cót tùy vào điều kiện các bạn sử dụng hàng ngày. Đó. Độ chống nước của chiếc này thì giống như những dòng long G là độ chống nước 3 ATM. Đó, đủ dùng. Và sợi dây đi kèm của chúng ta thì sẽ là sợi dây da cá sấu xịn. màu nâu với cái chỉ màu be. Và nó là size 2018 các bạn nhé. Đi kèm thì chúng ta sẽ có một cái khóa xiên, khóa xiên đặc trưng của dòng Heritage mà chúng ta đã thấy trên rất là nhiều những cái model khác Đó, bằng thép. À, nói chung là đây là một chiếc đồng hồ rất là hợp lý với cái tầm tiền là như bên mình bán là 32 triệu 500. Anh em sẽ có là 2 năm bảo hành và đầy đủ những cái tính năng như bên mình vừa show cho anh em. Đây là một chiếc đồng hồ hiếm có khó tìm với cái size 40 và lại có chức năng là annual calendar với tầm giá chỉ hơn 30 một chút thôi. Anh em nào có nhu cầu về chiếc Long Jean Heritage 1832 này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của ICS. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.